Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với vlog đầu tiên của mình. Ngày hôm nay mình sẽ đập hợp hai món quà mà chồng mình đã tặng cho mình nhân dịp mình đã đi để xong. Tò mò quá. Bây giờ mình sẽ đập món quà đầu tiên nha. Yeah. Món quà đầu tiên là như này. Mình sẽ mở nó ra xem thử là cái gì. Như đâu là một đôi giày, không biết giày gì. Trời như mày mới chân. Trời như bữa giờ hỏi không trả lời. Hỏi là mua đôi giày gì mà không có trả lời. Thế ra là đôi xì. Không, mừng quá, mừng quá. Mừng quá. Tin tin tèm. Trời ơi. Trời ơi, xinh quá à. Cái gì này mà sai. Xe vận hát là 7:30 á. Đẹp quá, có màu xanh nè. Màu xanh này mới ra luôn á. Thì là bất ngờ lắm luôn. Ok, thank you anh. Thích quá. Đẹp ơi là đẹp luôn. Ok, món quà thứ hai sẽ làm các bạn bất ngờ hơn nữa. Đó là chiếc iPhone mới nhất. 256 GB nha các bạn. Ok, mình sẽ mở từ từ cho các bạn coi ha. Về ngày hôm qua rồi nhưng mà hôm nay mình mới đọc được. Các bạn nhìn nha. Tan tan tan. Trời ơi, màu ngòi đẹp cực kỳ luôn. Có thấy không? Đẹp phải là đẹp luôn á. Cái này là nhám nè, nó không có bóng. Mà cái này là độ nhám đó các bạn. Trời ơi, đẹp hơn ở trong chủ giới thiệu luôn á. Là đẹp. Trong này có cái gì nè? Trong này nó có một cái đồ chạm pin và một tai phone. Nghe nói là cái này chạy rất là mau, mau vô điện, mau vô pin á. Yeah. Yeah. Là xong hai món quà mình đã nhận được rồi. Yeah, thế là mình đã khui xong hai món quà mà Niu vừa tặng cho mình rồi. Một lần nữa cảm ơn Niu rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới giờ phút này nhé. Bye bye.